Dạ vâng, thì đối với những trường hợp các bạn đã apply xong rồi thì các bạn có thể order một cái GCMS Notes à, Nếu mà các bạn ở trong Canada thì cái note này nó trị giá khoảng 5 đô cái, cái phí dịch vụ là 5 đô Còn những bạn ở ngoài thì các bạn có thể nhờ bên công ty thứ ba Họ lấy khoảng 25 đô Mỹ cho một tờ thì trong cái GCMS Note này nó là gì? Nó là ghi chép lại toàn bộ hồ sơ của các bạn, hồ sơ xin định cư của các bạn và những gì mà officer họ làm trong cái hồ sơ của bạn thì các bạn có thể order cái đó để các bạn xem thêm thông tin của hồ sơ của mình à, Ngoài ra thì các bạn nộp hồ sơ thì cái cái đầu tiên mà các bạn thấy trong cái mục CIC online thì cái đó là pass cái medical check cái đó là dấu hiệu đầu tiên. Thì khi các bạn thấy pass medical check thì các bạn cũng có thể khá yên tâm đó là giấy tờ của các bạn đã hợp lệ, đầy đủ và không có gặp cái vấn đề gì. Thì sau đó thì sẽ là background check. thì sau khi các bạn nộp á, mà nộp xin định cư mà các bạn order GCMS nốt liền á, thì thường thì không có thông tin gì nhiều tại vì do hồ sơ của các bạn nó còn quá sớm thì mình recommend các bạn là sau khoảng 2 đến 3 tháng các bạn có thể bắt đầu order GCMS nốt nó gọi là Global Case System Management của CIC thì các bạn order cái đó thì khoảng một tháng sau các bạn sẽ nhận được kết quả thì các bạn có thể xem được chi tiết trong trọng là hồ sơ của bạn đã được xét đến ở thời điểm nào như thế nào Đối với những bạn nào không order gcms note thì các bạn cũng có thể theo dõi qua mycic thì ở trong cái mycic thì họ sẽ show cho các bạn là bạn đã pass được medical check chưa và cái um, cái background check của các bạn đã như thế nào rồi thì uh, các bạn có thể tham khảo cái đó thì uh, medical check thì có khá là chính xác các bạn, các bạn sẽ nhận được một email còn riêng với background check thì khá là mơ hồ trong cái MICIC họ chỉ có ghi là background check vẫn đang là sẽ đang xét hoặc là chưa có xong vậy thôi họ không có ghi chi tiết thì các bạn vẫn phải order GCMs note để mà xem cái background check còn cái medical hay hoặc là những nói chung là nước Mỹ các bạn có những vấn đề liên quan thì các bạn nhớ là phải explain rõ trong cái vấn đề đó đối với CIC. Tránh là trường hợp là các bạn khai thiếu tại vì CIC sẽ nghĩ mình là mình giấu giếm cái thông tin gì đó thì cái đó là không có tốt nên các bạn phải lưu ý là đối với Mỹ các bạn phải explain một cách rõ ràng hơn. Thì sau khi các bạn nộp uh, một thời gian thì uh, khoảng 2 tháng thì medical check sẽ uh, pass và nếu mà không gặp trục trặc gì thì background check cũng sẽ bắt đầu. Sau đó thì uh, trung bình thì sáu tháng 6 tháng thì thời gian xét uh, sẽ là hoàn tất đối với 80% hồ sơ, 20% còn lại sẽ gặp những cái vấn đề trong security check. Thì um, các bạn cứ yên tâm về những cái vấn đề đó. Um, riêng đối với em thì hồ sơ của em thì khoảng 4 tháng là xong thì sau 4 tháng các bạn sẽ nhận được passport request tức là đó là một cái email yêu cầu các bạn là passport để họ stem cái visa immigrant imm 1 cho các bạn thì các bạn lấy cái visa đó để các bạn đi landing thì copr cái giấy đó là các bạn dùng để landing thì khi các bạn đi landing các bạn vui lòng phải dạy, trình cái giấy đó ra cho cái hải quan để họ xác nhận là thủ tục landing cho các bạn Dạ thì uh, gần đây CIC có thử nghiệm một số cái chương trình để mà một số cái cách gọi là tối ưu hóa hồ sơ thì trong đó có Telephone landing cái đó là một cái khá mới cách đây cũng hồi uh, 2017 thôi thì uh, Telephone landing thì mình cũng chưa có trải nghiệm cụ thể nhưng đại loại là các bạn phải gọi lên đến một cái số điện thoại CIC đưa và sau đó các bạn sẽ xác nhận một vài thứ và uh, các bạn sẽ mail cái COPR của các bạn đi để hoàn tất thủ tục landing cũng khá là tiện lợi Ngoài ra thì cách landing khác nữa là các bạn hãy gọi CIC để book office gần nhất trong nơi bạn sống Thì cái đó cũng là một cách hay Cách mà mình suggest thì các bạn có thể là cải thiện cái anh văn của mình Tại vì cái anh văn nó là cái mấu chốt trong cái Express entry Thì các bạn cần phải score một cái điểm maximum trong IELTS 8777 hoặc là xe bốn kỹ năng đều được 9 điểm thì các bạn sẽ đạt được thêm một cái điểm bonus khá là cao thì đó là một cách giúp các bạn đạt được cái lấy được cái ITA từ CIC uh, còn ngoài ra thì sau khi các bạn học 2 năm rồi thì các bạn có thể tiếp tục học lên uh, đại học degree và các bạn có thể uh, dùng cái degree đó để các bạn đi những cái chương trình như là OINB SCP Stream để xin giấy đề cử tỉnh bang và định cư.